hiện tại mình có thể chia các kênh, chẳng hạn như là kênh đầu tư vàng, bất động sản, chứng khoán. Và hiện tại thì có một kênh đầu tư cũng khá là mới và được nhiều nhà đầu tư quan tâm là trái phiếu doanh nghiệp. Đó, còn những kênh khác chẳng hạn như là ngoại tệ hay là trái phiếu chính phủ thì hiện tại nó vẫn gặp khó khăn trong đầu tư đối với nhà đầu tư cá nhân đó. Thì đối với lại cái kênh đầu tư bất động sản chẳng hạn, mình đi từng kênh một ha. Đối với từ kênh bất động sản thì mình hình dung được rằng bất động sản nó cần dòng vốn, tại vì nó là một lĩnh vực mà thâm dụng vốn tương đối nặng. Cho nên là nếu bây giờ mà mình nhìn thấy cái dòng vốn nó bị tắc nghẽn, tức là tăng trưởng tín dụng nó không khai thông được đó, thì cái thị trường bất động sản nó cũng sẽ gặp khó khăn. Và dĩ nhiên là khi thị trường bất động sản khó khăn thì cái giá bất động sản đối với nhà đầu cơ, thị trường bất động sản cũng sẽ gặp khó. Cho nên là từ giờ đến cuối năm ấy thì dự kiến được rằng là cái dòng tín dụng nó vẫn chưa thể khai thông được tốt. Cho nên là cá nhân mình nghĩ ấy, thị trường bất động sản nó chưa thể thuận lợi được cho nhà đầu tư. Còn đối với lại thị trường chứng khoán ấy, thì chúng ta cũng đã trải qua một cú sốc vào giai đoạn Covid rồi, và rõ ràng được rằng là nhiều cái yếu tố đã ảnh hưởng về đến 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 lượng doanh nghiệp rồi, thì nó làm cho giá cổ phiếu cũng đã về mức gọi là phù hợp với hoạt động kinh doanh đó. Nhưng chúng ta phải hình dung được rằng là Covid nó sẽ ảnh hưởng trong vòng khoảng chừng là tầm 6 9 tháng lượng doanh nghiệp, và sau đó lượng doanh nghiệp đi lên. Thị trường chứng khoán ấy, nó không được như 2016 17, đó là dòng tiền nước ngoài họ vào rất là mạnh. Mà khi dòng tiền ETF của tiền nước ngoài vào ấy, thì họ không có care về cái yếu tố là đắt hay rẻ, cứ đủ portfolio đủ chỉ số là họ đẩy chỉ số thôi. Cho nên là giá hầu như tất cả cổ phiếu đều tăng. Nhưng từ 2019 đổ đi ấy, thị trường nó sẽ khó khăn hơn, và lúc đấy sẽ có sự chọn lọc đó. Và mình nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ không được như 2016 17 tăng trưởng, nhưng nó sẽ không có những cái cú giảm rất là mạnh nữa, bởi vì người ta cũng đã sẵn sàng tâm lý Covid rồi. Cho nên từ giờ đến cuối năm ấy sẽ có cơ hội, nhưng mà cơ hội chỉ xuất hiện ở một vài mã cổ phiếu nhất định, và gắn với câu chuyện mà doanh nghiệp đó, chứ không phải là ồ ạt như ngày xưa nữa. Cho nên thị trường chứng khoán vẫn có thể xem xét, nhưng mà chúng ta phải hình dung được rằng sẽ phải đầu tư cho nó nhiều hơn nữa, đầu tư vào thời gian cho nó ấy, để nó tìm một đầu tư tốt. Còn đối với thị trường vàng đi, thì đây là thị trường giai đoạn vừa rồi khá là hot, nó cũng đã tăng từ năm 2019 đến bây giờ rồi. Bởi vì từ giai đoạn mà các chính phủ bắt đầu thu gom mua vàng, các quỹ đầu tư cũng bắt đầu thu gom mua vàng, và Covid diễn ra ấy, thì cái cung tiền trên giới nó được đẩy mạnh lên, bởi vì chính phủ nào cũng phải bơm tiền để hỗ trợ nền kinh tế của mình. Cho nên là chênh lệch giữa 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 cái sản lượng vàng ấy và cái cung tiền thị trường nó chênh nhau, điều hiển nhiên là vàng sẽ tăng giá thôi. Và về dài hạn thì cái điều này sẽ vẫn diễn ra, cho nên mình nghĩ rằng vàng sẽ vẫn là một xu hướng tăng trong chung và dài hạn. Còn về ngắn hạn thì chúng ta phải hình dung được rằng chúng ta là nhà đầu cơ vàng, thì giữa thị trường vàng trong nước và thị trường nước ngoài nó vẫn khoảng chênh lệch nhất định, thậm chí có những giai đoạn một tuần trước nó lên tới 5 triệu đến 6 triệu. Thì khi chúng ta mua vàng trong nước, chúng ta sẽ bị lỗ ngay một khoản giá vàng thế giới rồi, đó là khoảng chênh 5 triệu 6 triệu đó. Và khi mà thị trường vàng nó chịu áp lực điều chỉnh giống như khoảng 2 ngày gần đây đi, thì giá vàng thế giới nó chỉ cần giảm khoảng chừng là 5% thôi, thì giá vàng trong nước cũng sẽ giảm 5 đến 10% điều bình thường. Đó, cho nên là khi đầu tư giá vàng trong nước ý, vàng vẫn sẽ là một kênh đầu tư tốt từ giờ đến khoảng 1 năm nữa. Nhưng chúng ta phải hình dung được rằng ấy là tránh những cái pha mà nó quá nóng như giai đoạn vừa rồi. Đó. Còn về cái kênh đầu tư tiếp theo là cái kênh đầu tư về trái phiếu doanh nghiệp. Thì nói chung là trái phiếu cũng là một kênh tiếp cận vốn tốt cho các doanh nghiệp khi mà kênh ngân hàng tín dụng không được khai thông. Nhưng chúng ta phải hình dung được rằng là ở những giai đoạn khó khăn như thế này này, ai là người có nhu cầu cần vốn nhất? Đó. Và giai đoạn này ấy, người ta cần cần vốn nhất mà người ta sẽ trả lãi suất cao cho cái huy động vốn đó đó. Thì mà giai đoạn khó khăn như thế này thì không kinh doanh được. Chỉ có những người ấy mà gọi là gặp khó khăn nhất định thì họ mới phải huy động nguồn vốn cao trong trạng thái mà bản thân họ cũng không dùng đến nguồn vốn đó để kinh doanh, mà dùng nguồn đó để đảo nợ hoặc là để tái cấu trúc nguồn vốn đi, thì đều là những cái rủi ro. Cho nên khi phân tích một doanh nghiệp thì khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta cũng đòi hỏi là phải tự phân tích, bởi vì ở Việt Nam mình chưa có hệ thống xếp hạng doanh nghiệp, cũng chưa có cơ quan để mà đánh giá về chất lượng của trái phiếu phát hành cả. Cho nên tự nhà đầu tư phải phân tích về điều đấy. Đó. Cho nên là trái phiếu doanh nghiệp nó cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn chứ không phải hấp dẫn. Nhưng phải nhớ là chọn đúng cái trái phiếu của những cái doanh nghiệp mà mình đã phân tích, như chứng khoán vậy, đầu tư phải phân tích, và trái phiếu doanh nghiệp cũng thế, chứ không phải là cứ lãi suất cao là mình đổ xô vào mình đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đấy. Bởi vì Covid nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế không phải là trong vòng 3-6 tháng mà sẽ là cả năm trời đó. Và cái khó khăn của doanh nghiệp sẽ không phải là chỉ là 6 tháng đến 1 năm, mà có thể khó khăn dài hơi. Đó, cho nên là nếu một doanh nghiệp nào không vượt qua được thì có thể trái phiếu họ sẽ phát hành sẽ trở nên vô giá trị, và nhà đầu tư sẽ phải chịu rủi ro nếu mà mình không chú ý trước. Rồi, đó là mình nghĩ về một số kênh đầu tư. Nếu mà bây giờ so sánh những kênh đầu tư với nhau đi, thì mình thấy kênh đầu tư chứng khoán nó thật,
chứng khoán và vàng vẫn là hai kênh đầu tư mà trong thời gian cuối năm ấy, là hấp dẫn. Còn về dài hạn thì vàng và bất động sản mình cho rằng đó vẫn là hai kênh đầu tư hấp dẫn. Mình chắc không ưu tiên bất động sản, mình cũng không ưu tiên cho doanh nghiệp đó, bởi vì thị trường nó còn quá mới, và mình sẽ được ưu tiên sang cái chứng khoán và vàng. Đó. Vàng thì nói chung ấy là ở Việt Nam mình nó đầu tư vàng vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình đầu tư vàng quốc tế thì không có được, tại vì cơ quan nhà nước cũng chưa cấp phép. Còn đầu tư vàng trong nước ấy, thì chúng ta phải hình dung được rằng sẽ có khoản chênh lệch, khi nào mà cái khoản chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới thấp và mình dự phóng được rằng giá vàng sẽ lên thì mình bắt đầu đầu tư thôi. Còn thường giá vàng trong nước với vàng thế giới khoảng cách rất là cao khi mà thị trường nó nóng, như 2-3 ngày hôm nay thì vàng nó giảm, thì chúng ta nên quan sát giai đoạn này. Còn trước đó ấy, giai đoạn quá nóng ấy, khoảng chênh lệch đã 5-6 triệu rồi, rất là rủi ro, thì chúng ta nên đứng ngoài. Nên ví dụ như thường cuối năm đi, thì mình nghĩ được rằng là như bản thân mình sẽ tập trung kênh chứng khoán nhiều nhất, sau đó kênh vàng. Tại vì thực ra ấy, chứng khoán nó không giảm sâu được thì vẫn sẽ phải có những cái cổ phiếu nó trụ lại, nó giữ thị trường. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm được những cái dòng tiền nó đi vào những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện để mà trụ vững thị trường như vậy. Đó là quan điểm về cá nhân mình. Sẽ có dần dần sẽ hạ chênh lệch xuống. Sự chênh lệch đó nó có hai loại chênh lệch nha. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, và cái hai là chênh lệch giữa mua vào và bán ra của các đơn vị kinh doanh vàng. Thì chúng ta phải hình dung được rằng là khi giá vàng nó nguội thì tự nhiên khoản chênh lệch đó nó cũng sẽ giảm xuống. Cho nên là bây giờ giá vàng đã giảm 2-3 phiên rồi thì cái nhu cầu vàng ấy nó cũng, người ta cũng sẽ thận trọng lại, thì cái nhu cầu vàng sẽ giảm và khoản chênh lệch nó giảm xuống. Thì muốn biết khoản chênh lệch bao nhiêu, chúng ta có thống kê đó. Ví dụ như là bình thường khoản chênh lệch 5 triệu, nhưng nếu khoản chênh lệch tụt xuống tầm 1-2 triệu, đó là thấp rồi đấy. Tại vì về cơ bản giá vàng Việt Nam và trong nước nó cũng phải có phí vận chuyển, phí bảo hiểm các kiểu khi mà đưa vàng Việt Nam mình xử lý nữa, cho nên không thể nào mà giá vàng trong nước và vàng thế bằng nhau được, nó vẫn phải có khoản chênh lệch đó. Nhưng khoản chênh lệch khoảng 1 triệu chẳng hạn thì đó là khoản chênh lệch phù hợp, 1-2 triệu là khoản chênh lệch phù hợp. Và bắt đầu là chúng ta nhìn về thị trường vàng thế giới, tại vì vàng trong nước và vàng Việt Nam, vàng thế giới và vàng Việt Nam nó vẫn đinh nhau, nó vẫn có sự liên thông với nhau chứ không phải tách biệt. Vàng thế giới tăng thì vàng trong nước sẽ tăng, vàng thế giới giảm thì vàng trong nước sẽ giảm. Nhưng khi mà khoản chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới nó quá lớn thì khi giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước sẽ còn giảm mạnh hơn rất là nhiều nữa và gây rủi ro nhà đầu tư. Còn khi mà giá vàng trong nước, giá vàng thế giới tăng đi thì cái đà tăng giá vàng trong nước nó còn mạnh mẽ hơn nữa, giống như chúng ta thấy giai đoạn vừa rồi. Thực ra là mình cứ hình dung này, khi mà tiền nó chạy chỗ trũng, khi mà tất cả các nước phải bơm tiền thì Việt Nam mình cũng phải bơm để hỗ trợ nền kinh tế, và tiền đó nó phải lưu thông về nơi có khả năng sinh lời tốt nhất. Thì bây giờ mình cứ đo lường các kênh đi, giữa 4 kênh mà mình trình bày với nhau ấy, thì rõ ràng là bây giờ nó phải chạy về một kênh, và kênh chứng khoán và kênh vàng vẫn là hai kênh nó lựa chọn. Vàng thì vẫn là kênh mang tính dài hạn, còn chứng khoán thì nó mang tính linh động hơn rất là nhiều. Ví dụ như vàng chúng ta mua bán có thể nó khó khăn hơn, còn chứng khoán ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua một số tiền rất là lớn đó. Vàng thì chúng ta mua chúng ta ký gửi đúng không, thì thủ tục cũng phức tạp hơn này. Cái thứ hai ấy, là tính thanh khoản của vàng nó cũng không tốt bằng chứng khoán được. Tính thanh khoản nó thể hiện qua việc là chênh lệch giữa mua giá bán đó. Còn chứng khoán ấy, thì chúng ta ra vào rất là nhanh, chúng ta có thể mua một cái T3, T2 về là chúng ta bán được luôn. Còn vàng ấy, thì cái khoản chênh lệch nó quá lớn, dẫn đến là khi vừa mua cái chúng ta lỗ rồi đó. Còn chứng khoán thì phí rất là thấp đó, cho nên là đó là cái nhất về tính thanh khoản. Cái thứ hai nữa ấy, đó là về cơ bản thị trường vàng vẫn là một thị trường mà nó cái gọi là cái khả năng hấp thụ vốn lớn ấy, nó không nhanh được như thị trường chứng khoán. Đó là quan điểm của mình đấy nha. Nó cho nên là khi bây giờ dư thừa vốn trong hệ thống, thị trường chứng khoán vẫn là một kênh mà người ta quan tâm, bởi vì thị trường chứng khoán nó liên thông với hoạt động của doanh nghiệp nữa. Rồi với lại một cái yếu tố nữa mà chúng ta phải hình dung là lợi nhuận các doanh nghiệp trong quý 1, quý 2 và quý 3 nó bị ảnh hưởng nặng bởi yếu tố về Covid, thì năm sau ấy họ trở lại trạng thái bình thường thôi thì lợi nhuận cũng đã tăng trưởng rồi. Cho nên bây giờ ấy, nhà đầu tư đang nhìn thấy một viễn cảnh về tăng trưởng về lợi nhuận đó. Họ đã quên đi cái giai đoạn mà tăng trưởng âm của Covid rồi. Cho nên là cái tâm lý nó cũng tích cực. Và lợi nhuận doanh nghiệp cũng sẽ có sự cải thiện trong vòng 1 năm tới. Cho nên cái cơ hội đầu tư nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Với lại, ví dụ đơn cử như ngành hàng không đi. Ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng bởi Covid. Nhưng nếu như mà Covid đi qua và quá trình lưu thông con người và hàng hóa nó được thuận tiện lại, thì tự nhiên là lợi nhuận của doanh nghiệp ngành hàng không sẽ tăng trưởng mạnh trở lại. Và lúc đấy người sẽ nhanh chóng quên những giai đoạn mà sụt giảm của nó. Đó chính là lý do tại sao mà thị trường chứng khoán thế giới, nó thị trong nước đều tăng giai đoạn vừa rồi. Một phần là sự kỳ vọng vào cái triển vọng trong tương lai nó sẽ trở lại bình thường. Thì khi trở lại bình thường là tự động lợi nhuận tăng trưởng rồi đấy. Cái thứ hai nữa là bơm tiền nhiều mà tiền không biết chảy đi đâu hết. Chảy vào doanh nghiệp sản xuất không được, chảy đi bất động sản cũng không luôn, chảy đi các ngoại tệ thì cũng không. Tại vì thị trường ngoại tệ Việt Nam tương đối ổn, tỷ giá đô la Mỹ các thứ đều ổn, tại vì đô la Mỹ nó cũng giảm mà.
Đó, rồi các kênh khác, ví dụ chẳng hạn như là vàng thì nó cũng bập bùng, nó đầu cơ theo giá vàng thế giới thôi à. Đó, cho nên là chứng khoán vẫn là một sự ưu tiên. Còn trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ là một xu hướng. Nhưng mà trái phiếu doanh nghiệp thì nó đòi hỏi rằng là mức độ rủi ro cao hơn, thậm chí cao hơn chứng khoán bây giờ. Bây giờ nó sẽ cao hơn chứng khoán. Đó, cho nên mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không phải là cứ thấy lợi nhuận nó cao là mình cho rằng là nó hấp dẫn. Đó, mà đôi khi giữa việc mà doanh nghiệp không huy động được vốn mà vẫn phải huy động nó rất cao như vậy ấy. Tức là không đầu ra không được mà đầu vào vẫn phải huy động nó rất cao, thì chứng tỏ doanh nghiệp đó là ẩn chứa một cái rủi ro mà chúng ta phải đặt câu hỏi trên điều đấy. Đó là mình cho doanh nghiệp vay đấy mà lại không có đảm bảo, không có đảm bảo, và doanh nghiệp đó họ cũng phải trình bày với mình cái vấn đề là dùng vốn mình đi đâu cả. Họ chỉ phát hành trái phiếu vậy thôi, còn cái việc mà trình bày đề án với mình là dùng tiền trái phiếu đó đi vào đâu, vào đâu, vào đâu ấy, thì nhà đầu tư cá nhân cũng được tiếp cận nhiều, cùng lắm chỉ thông qua môi giới của mình thôi. Mà môi giới nhiều lúc nó thiệt, nó không hiểu hết được cái doanh nghiệp đó sẽ mang tiền đi đâu. Nó cho nên rất là rủi ro là vậy. Rồi kênh mà rủi ro thứ hai là vàng. Tại sao vàng nó là vừa cơ hội đầu tư dẫn vừa là rủi ro? Bởi vì về cơ bản cái khoảng chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới thường rất là lớn. Đó, cho nên khi mà nhà đầu tư đổ xô đi mua ấy, cũng là lúc thị trường vàng khá là nóng. Và nó tạo áp lực đến rủi ro lên quá trình mà nhà đầu tư trong nước mình phải gánh chịu khi mà đầu tư vàng trong nước. Đó, còn cá nhân mình thì mình vẫn cho rằng không phải là mình làm bên hoặc là mình đầu tư nhiều vào chứng khoán mà mình nghĩ vậy đâu, mà là mình nghĩ chứng khoán là một cái mà tất nhiên nó khó, không dễ, nhưng giai đoạn hiện tại nó vẫn là một kênh đầu tư mà chúng ta cần nên lên chú ý nhất, nên chú ý nhất. Và thứ hai là vàng. Hai dạng, dạng thứ nhất là chết đi sống lại, tại vì Covid diễn ra sẽ có nhiều ngành sắt chết nhưng nó sẽ sống lại, thì đó cũng là một cơ hội đầu tư. Dạng thứ hai là dạng tận dụng cơ hội này, đối thủ cạnh tranh họ trở yếu đi và mình mạnh lên, mình nắm giữ thêm nhiều thị trường hơn, như Huawei chẳng hạn. Có rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ, có rất nhiều doanh nghiệp điện máy, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực di động ấy, họ sẽ chết giai đoạn này và Mobigo sẽ lấy thị phần đó. Đó, hay Hòa Phát chẳng hạn. Đó là những doanh nghiệp như vậy. Khi mà Covid đến, nhiều doanh nghiệp sẽ chết, nhiều doanh nghiệp họ sẽ ăn hết cái thị trường còn lại và sẽ tăng trưởng được. Cho nên đó là một cái case mình nghĩ. Còn về ngành ấy thì mình không đánh giá cao một cái ngành nào giai đoạn này cả. Có một số người bảo là ngành dược sẽ được hưởng lợi, nhưng không, nó cũng là một câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp trong ngành dược thôi. Đó, ví dụ như ông nào mà làm về ví dụ chẳng hạn như chất khử khuẩn đi, hóa chất chất khử khuẩn đi sẽ hưởng lợi, nhưng trong ngành hóa chất nó cũng sẽ nhiều cái khác nữa. Trong ngành dược, ông nào mà làm về khẩu trang rồi thuốc kháng sinh thì ok, sẽ hưởng lợi, còn những cái doanh nghiệp khác thì không được hưởng lợi và thậm chí còn bị tiêu cực, tác động tiêu cực luôn. Đó, cho nên là mình sẽ không nên tập trung vào, không đi, dòng tiền sẽ không đi theo ngành mà dòng tiền sẽ đi theo câu chuyện riêng của từng cổ phiếu. Là như vậy ạ.